Mến chào toàn thể quý khách hàng nha. Hiện tại Trọng Thơ đang đứng tại giai đoạn 1 ở khu BKMX Trân Thành Bình Phước với tổng diện tích là 450 ha được BKMX quy hoạch, 311 ha là công nghiệp và 136 ha là khu nhà ở dân cư. Thì đằng sau lưng của Trọng Thơ đây là một cái mẫu nhà mà khách hàng đang mua bất động sản của Centerland và đang xây dựng nhà ở kết hợp với nhà trọ nha cả nhà. Đây, cho cả nhà chúng ta nhìn thấy cả nhà ở đằng trước và bên hông sẽ có một con đường để vào cho thuê nhà trọ và lên lầu luôn. Và với cái diện tích ở đây là quy hoạch chuẩn là 5x30 và thổ cư 100% là xây dựng tự do từ 1 đến 6 tầng. Và bên đây ngã tư trước là con đường N3B là đường trục chính của khu nghiệp, đường rộng 25m. Từ ngã tư trục chính chúng ta rẽ vào đây chỉ có 30m thôi. Và từ đây chúng ta ra là cổng khu công nghiệp á, chỉ có 100m là tới cổng khu nghiệp rồi. Và ngay đây thì hiện tại là được BKMX quy hoạch nhà phố rồi, xây dựng nhà ở cho công nhân rất là đông đúc rồi dọc con đường N3B này. Và ngay đây đối diện là bệnh viện Hạnh Mỹ. Và con đường mà Trọng Thơ giới thiệu đây là con đường T26 đã được đổ nhựa. Ngay đây nha cả nhà, đường đã được đổ nhựa và sẽ thẳng chúng ta sẽ tới quán cà phê rồi ạ. Rất là đẹp. Ở đây có những vị trí là 5x25, 5x30, 5x35, 5x40 và tất cả là thổ cư 100% và pháp lý của BKMX nha cả nhà. Và ngay đây Trọng Thơ còn là 3 lô liền kề với giá hiện tại chỉ có 9 triệu trên mét vuông mà tiện kinh doanh buôn bán, xây dựng kinh doanh nhà trọ hoặc là kinh doanh buôn bán quán ăn và những mặt hàng khác đều được ngay. Và khu vực này thì công nhân rất là đông đúc rồi thì hãy liên hệ cho Trọng Thơ qua số điện thoại 0962 854 858 để sở hữu một trong những vị trí đẹp nhất và đầu tư đất, đầu tư vào BKMX thắng lợi cùng tập đoàn BKMX và với những anh em bất động sản Centerland. Trọng Thơ xin chào và hẹn gặp lại nhé.